Trời ơi, rồi bữa hôm tôi đi để đi khám sức khỏe mà ủa tôi đi khám kia mọi người à, tại vì tôi với vợ tôi làm hoài mà không muốn có con, cho nên mình đi khám thử coi mà mình có bị yếu sinh lý không. Cảm ơn trà đá, cảm ơn em. Thì vô tình là bữa hôm đó là bữa thứ thứ sáu, phải đi trong tuần. Thì lúc đó là đi trong tuần thì chắc chắn là với anh em là được, là một buổi tối tôi vẫn phải stream rồi chứ tôi không thể nào mà nghỉ được. Rồi xong rồi tôi thức hẹn hẹn lịch là đáng lẽ ra hẹn lịch là 6 giờ đó, là để 6 giờ sáng đi, 6 giờ sáng đi xong chở vào Duyên đi học rồi xong ghé luôn. Cảm ơn giáo sư Khơ Me nha. Nhưng mà mình lịch 6 giờ sáng thì nó lại thì hẹn khám VIP nha, hẹn khám VIP luôn. Lịch 6 giờ sáng thì nó bị kẹt rồi à. Cho nên để đẩy lịch của tôi xuống là 8 giờ sáng. Rồi xong tôi mới hỏi vợ tôi, tại vì vợ tôi đặt lịch, tôi hỏi vợ tôi thẳng luôn là mình đặt VIP như vậy á thì mình khám mình có phải chờ không. Vợ tôi nói đặt VIP thì không vô chờ đâu, vô khám luôn, vô là khám luôn à. Đó thì mình cái hai chồng cái thông thả lắm nha, hai chồng đi vô đi đưa bà Diêm đi học 6:30, đưa tới trường 7 giờ, cái thông thả đi thôi, mới 7 giờ ăn uống ngồi cà phê rồi ngồi nói chuyện, rồi bắt đầu 7:30 rồi, tại vì trường Bảo Duyên cũng gần bệnh viện Từ Dũ cho nên mới chạy vô bệnh viện, cho nên nó mới gọi là lăn la, xong tới 7:45 mới ghé bệnh viện Từ Dũ. Rồi xong rồi đi ghé đó là vừa đúng 8 giờ đi lên, và đi lên trên tầng 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 2 tầng 3, tầng 3 đi lên trên tầng 3 bà nội cha nó đi con mẹ với cái thang máy thì có chút xíu, thang máy thì có chút xíu mà người thì nườm nượp người đi, mẹ mày đợi hoài đéo có thang máy, bắt đầu đi bộ lên, mày cũng bộ lên tới con mẹ nó tầng 3 mệt vãi cả lồn, ngồi hai chồng ngồi thở như con chó tôi tính tá tợn nha. Rồi lên tới nơi rồi xong được bóp phiếu một tháng. Ui, ở bên ngoài nha là tôi nói ủa sao nhiều người bị yếu sinh lý giống như tôi dữ vậy ta. Đông vãi liền mọi người ạ. Cái khu hiếm muộn nó đông vãi cực mọi người, mà không phải được mày người già, người mà kiểu như là 40 tuổi hay là ba trên ba mươi mấy tuổi, 40 tuổi đâu, mà là được mày cũng có mấy đứa mà gọi là trẻ trẻ nữa mọi người ạ, cũng có 20 mấy tuổi này nọ các thứ, 30 tuổi cũng có, được bạn nhiều lắm. Ở bên ngoài khu khám thường nha, cảm ơn Phúc Thành nha, ở bên ngoài khu khám thường là được mày một đống luôn, là đợi một tấm luôn. Rồi xong thì vô mở cái phòng VIP ra, ôi trời ơi chấm con mẹ nó mặt luôn mọi người à. Gần điểm mà mày gần 30 cặp, hả, gần 30 cặp mà mày vô khám. Cảm ơn ở BTCMT nha, anh ta đi khám VIP mà phải tự sụp, phải tự sụp chứ em, từ 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 chưa tới lúc tự sụp đâu. Mà tôi nói thiệt, tôi thề luôn nha, cái này là tôi thề luôn, là cái quy trình mà làm việc ở bên cái bệnh viện Từ Dũ á, nó dở nha mọi người, nó dở nha mọi người, tôi nói ra để cho mọi người rút kinh nghiệm hay mà đi khám hiếm muộn không. Cái này tôi không có đi bà chùa mọi người đi phải đi khám cái đó nha, nhưng mà lỡ như mọi người mà có đi khám hiếm muộn mà ở trên bệnh viện Từ Dũ á thì mọi người sẽ phải được mà mày rút kinh nghiệm như thế này. Đầu tiên nha là mọi người lên mọi người bốc thăm, mọi người phải chờ. Mà khi mà mọi người tới cái số thăm của mọi người rồi đúng không, thì mà tôi lên tôi ngồi chờ từ 8 giờ, tôi ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ hơn, tới đúng 10 giờ rưỡi tôi mới bắt đầu là tới tên tôi đi vô được khám. Là tôi tưởng là đi vô khám hay là cái gì, không, vô nộp hồ sơ. Hồ sơ là có bên ngoài, ở bên chị một bên ngoài làm rồi thì chắc chắn là hồ sơ đã lưu rồi, vô đưa cái tờ phiếu rồi xong đưa cái tờ giấy này nọ khám bệnh vô. Đấy, đưa vô, tưởng làm gì, bác sĩ không cho làm gì chứ. Rồi, hai chồng đúng không? Thử máu đi. Đấy, đi qua đây thử máu. Chồng thì thử máu, vợ thì siêu âm. Đấy, vợ thì siêu âm bên, chồng thử máu bên. Rồi, siêu âm xong đúng không? Thử máu xong đúng không? Rồi, chờ 1 tiếng rưỡi sau có kết quả rồi bắt đầu đi khám. Wow. Vậy tại sao không cho đi làm trước mấy cái đó đi ta? Không cho đi làm trước mấy cái đó đi ta. Wow. Ghê chưa? Tại sao không cho đi làm trước mấy cái đó đi? Tại vì ví dụ như mà tưởng vô gặp bác sĩ hỏi han gì, bác sĩ chẩn đoán hay là bác sĩ bắt mạch này nọ các thứ gì thì mới phải ngồi chờ ha. Còn mà thử máu này nọ các kiểu á, rồi với lại siêu âm này nọ làm trước cũng được, rồi xong rồi đợi kết quả cũng được mà.
Wow, xong cái bắt đầu điều mà mình đợi tiếng gửi mệt quá rồi, 10 giờ rưỡi mà điều mà tối đó thức nguyên đêm mệt quá. Vợ ơi, anh thấy bên kia, bữa nãy anh trước khi anh vô, anh tia ở bên kia anh thấy có các khách sạn. Hay là mình điều mà trở về thời niên thiếu, hai chồng mình mướn khách sạn tò te tút té chồng đi. Đấy, xong cái hai chồng mới qua mình đỡ mướn khách sạn vợ. Khu đi con mạng này khách sạn nhìn bên ngoài cũng khá là cao ráo nha. Vô bên trong thì mà mình nhìn bà chủ nhìn mặt. Bà chủ nhìn, bà chủ ngó. Bà chủ hỏi: "Muốn giờ muốn gì?" "Dạ muốn giờ à, muốn khoảng tiếng à." "Tiếng hả? Khinh mày, đi mẹ mặt khinh liền mày, đúng tiếng mặt khinh liền, rồi khinh thấy rõ luôn." Nó giờ mương tiếng rồi đưa hai chồng phòng này, ủa đưa hai đứa phòng này, mà nói trước nha, phòng này là phòng hai giường á, phòng hai giường á, mà chứ không phải phòng một giường đâu nghe, nhưng mà vẫn tính tiền là một giường là 100.000 tiếng đó, cho nên đừng có phá, đừng có quậy cái giường kia nghe, nằm một giường thôi, nằm đâu nằm cố định chỗ, đừng quậy mấy cái giường kia. Wow, có người vũ nghe, có khen nhiều nghe. Đi cho mẹ này. Rồi sao tôi nói: "Ủa tôi lên đó tôi nằm tôi ngủ mà tôi có làm gì tôi mà quậy ta?" Rồi ừ, tôi nói ừ rồi, ok à. Dạ. Rồi, cảm ơn Hải Nguyễn á. Rồi xong đưa chứng minh xong đi lên lầu. Ui đi con mẹ mày, vô lên trên nhìn giống như đi mà cái nhà trọ vậy mọi người ạ. Nhìn giống như nhà trọ luôn chứ không phải là khách sạn mọi người ạ. Nhìn nó tồi tàn lắm kìa. Tôi nói thiệt luôn, cái tôi phải sử dụng cái từ là tồi tàn luôn đó mọi người ạ. Vô cái phòng. Đồ đạc thì cũ xì hết, mà máy lạnh chắc từ thập niên mà gọi là 90 nha, từ thập niên 90 nha. Rồi cái giường thì tôi tưởng cái giường hai cái giường là bự lắm. Ôi mẹ này, cái giường kia giống như cái giường ở ký túc xá vậy má, có chút xíu vậy nè, nó để cái nệm lên trên đó xong rồi cái giường bên đây là cái giường chỗ hai người nằm rồi hết. Cảm ơn học trò thầy ba nha. Mà kêu quậy mày, vô toilet thì dơ em, vô toilet thì cái dơ em luôn. Xong cái tôi nói thôi vợ ơi, rồi cởi đồ ra đi ngủ ha. Giờ thì ngủ giấc, ngủ giấc cho tới tầm 11 rưỡi xong cái ra đi lấy kết quả 11 rưỡi, mà lúc đó mệt lắm rồi. Thì này anh em thử nghĩ mà sức nguyên đêm mà anh em nghĩ có ngủ có được 1 tiếng mà chập chờn á, thì anh em cảm giác thì nó khó chịu như nào. Lên lấy kết quả xong 11 rưỡi lên lấy kết quả thử nghiệm máu, thì lấy kết quả xong rồi đang mệt trong người mà kêu đi thì mà mày kêu lấy cái đấy thanh tắm chung đúng không, rồi lấy cái hũ này vô phòng nhé, phòng vip một nhé. Mệt chết mẹ luôn, sụp cái gì nổi, mệt chết mẹ luôn, mệt chết mẹ thức cả đêm, thức cả đêm mệt mà kêu sụp. Trời ơi, vừa mới mở cái phòng ra hú hồn mày. Ôi trời ơi, vừa mới mở hồng cái phú hồn, tôi biết phải bệnh viện không á, chứ chứ có nguyên cái tivi bự chà quá chiếu phim xét không có, không mở tiếng, không mở tiếng nghe, tôi ứa là điệp mà mày kiểu như là cho nó có đó chứ không có mở tiếng. Bên để xét, bên để nguyên cái hình điệp mà mày nguyên cây dù cui nó cắm thẳng vô điệp mà cái ốc vít, nó cắm thẳng vô cái ốc vít mọi người ạ. À, cảm ơn Nguyễn Vũ nghe, là nó cho thêm một cái ghế tình yêu nằm dưới nó, ghế trải dài nằm được, nằm ngửa nghe nè. Xong cái nằm ngửa ra cái nhìn thì là màn hình, nhìn màn hình du dơ tầm 5 phút, tại vì sợ làm nhanh ra sớm người ta nói, ui đi về thằng này yếu vậy, vừa mới thấy vô, tôi mới thấy nó vô luôn đó, em mới thấy nó vô, anh mới thấy nó vô luôn mà bây giờ đi ở chưa gì nó ra rồi đi mày, mày giả bộ nằm chậm, nằm 5 phút nghỉ mệt, làm chậm 5 phút nghỉ mệt xong được mà này, thôi được mà, cũng phải làm thôi vừa đủ chỉ tiêu rồi. Xong cái bắt đầu được mà mày cầm ra tụt quần xuống cái nhìn hình, nhìn xét cái quan chu truy rồi xong được mà mày lấy ra đấy quan chu truy cái là lấy ra luôn mọi người đó. Rồi xong cái cũng giả bộ được mà lấy khăn giấy lau tay này đồ cái lau tay đồ rồi lau tay xong cái bắt đầu mà cũng từ từ ra anh em à, cũng từ từ ra anh em à, chứ không ra nhanh. Rồi đóng quần lên rồi bấm điện thoại rồi lướt TikTok rồi nọ kiểu, rồi xong lướt này nọ xong khoảng thêm 5 phút nữa rồi mới bắt đầu đi ra, xong để lên đó mà mày một đống đó mọi người ạ. À, tại vì nhịn mà nhịn cả 5 ngày mà,
tại vì đi khám trước khi đi khám người ta dặn là nhịn không cho ga 5 ngày, không cho quan hệ lúc 5 ngày. Nhịn cái ga ga nhiều xong người ta khám xong đưa ga cho người ta cái nói rồi tiếng sau quay lại nghe ôi trời ơi tụi sao cho sụp trước luôn đi, sao cho tôi sụp đi, tôi mắc sụp lắm rồi, tôi vừa mới vô bệnh viện là tôi mắc sụp rồi, cho tôi sụp đi, wow, cho tôi đi, tôi làm liền đi, mắc lắm, không có, thêm tiếng nó quay lại mày, đợi kết quả, má đợi kết quả quay lại, trời ơi, ngồi xong hát tới 12 rưỡi, 12 rưỡi hơn xong mới bắt đầu được vô gặp bác sĩ à. Bác sĩ cầm kết quả của tinh trùng thì ở trong đó nó sẽ có cái tỷ lệ số lượng tinh trùng, đó là bình thường là số lượng tinh trùng ở bên kia nó sẽ có thêm một cái dấu là lớn hơn hoặc bằng 39%, của tôi 74%. Đấy, là tôi thấy điều mà nó vô nha, ghê, tinh trùng nhiều. Được. Đấy, tôi thấy vô rồi. Xong kéo xuống dưới cái tỷ lệ cái gọi là gì ta? Di chuyển đấy. Di chuyển mọi người, nó có cái phòng di chuyển luôn đó. Cái mức độ di chuyển của tinh trùng nó sẽ như thế nào thì xoay đi xoay lại thì cái mức độ di chuyển tinh trùng của tôi nó hơi yếu. Vậy là những con tinh trùng đó là những con tinh trùng mà gọi là người ta gọi là nôm na theo nhân gian người ta gọi là tinh trùng khuyết tật. Nó hơi yếu mọi người ạ, nó hơi yếu, nó không biết bơi. Đúng rồi, nó không biết bơi nữa. Đúng rồi, container nha, nó không biết bơi. Tôi phải về tôi tập bơi cho nó mới được. Cảm ơn Kim Tinh không? Chuyến này tôi về tôi tập bơi. Tôi coi cái tỷ lệ đó xong tôi sửng sốt mày. Chưa biết bơi nó cày thế nhờ. Rồi xong về chắc là phải về tập bơi nè. Rồi xong nó kèm theo cái đó thì nó sẽ có thêm cái tỷ lệ sống. Cảm ơn Võ Vân nha. Tỷ lệ sống rồi xong rồi tinh trùng bình thường đấy, là có bị khuyết tật hay không thì sao đó, nó bị chóc nên rồi vô cái bác sĩ nói là không, cái này của em là bình thường nha, của em là bình thường, không có cái dấu hiệu gì mà không thể sinh sản được hết, vẫn có khả năng sinh sản em nhé. Vậy thì bây giờ là phải cho vợ thử coi là cái gọi là vợ cũng bình thường luôn, cái buồng trứng của vợ này nọ cũng bình thường luôn, hai chồng là rất bình thường, có khả năng sinh sản hết. Đó, nhưng mà cái vấn đề ở đây á là phải kiểm tra coi là cái ống dẫn trứng đấy, của vợ có bị nghẹt hay không. Rồi bây giờ cho bác sĩ cho làm xét nghiệm nha. Bây giờ 12 rưỡi đúng không, 1 rưỡi ha, đầu chiều mình làm xét nghiệm á. Đây, giờ tan là như thế đây. Cảm ơn VN, cảm ơn em nhiều nha. Oh, wow, ở máy xin 12 rưỡi giờ làm xét nghiệm xong tới 2 giờ về nhà. Ôi trời ơi, wow, vì cái quy trình từ Vũ mà mày vợ em suýt đẻ rớt anh mà. Có anh Tấn anh nhiều nha. Trời ơi, anh em thấy không, tôi nói với anh em mà nếu như mà ai lỡ đi khám mà gọi là hiếm muộn, cảm ơn trời ba, mà lỡ đi khám nha thì phải chuẩn bị cho mình là công việc, tất cả công việc, sức khỏe này nọ, cái thứ ngủ sớm này nọ rồi mới bắt đầu có thể đi khám được mọi người. Nó kéo dài phải cái cước ý là được mà chờ đợi còn ít nữa nha. Mà mọi người thử nghĩ là mọi người mà đi khám thường ở bên ngoài á, mọi người bốc thăm từ 4 giờ sáng thì mọi người nghĩ là tới chiều mọi người xong hơn. Trong Phú Thành nha. Bác sĩ là làm luôn một phát đi, hiền vậy. Cảm ơn Phú Thành nha. Tại vì cái quy trình đó là ai cũng làm vậy luôn chứ không phải mình anh ba. Cảm ơn anh Đăng nha. Mà ở đó là ai cũng vậy luôn chứ không phải là một mình anh ba làm vậy nữa. Cho nên là đã vô cái quy trình rồi. Đó, cứ đúng vô là thử máu xong chờ tiếng. Tiếng máy vô sụp. Đấy, sụp xong chờ tiếng nữa. Anh thì phong bì thôi anh ba. Còn cả. Luôn quá ồn nha. Lâu lắm.